Hàng bánh mì xíu mại, cá nục và bò nướng Cô Lành nổi tiếng Bình Thạnh bị đồn là ăn ngon quên lối về, liệu có thật là như vậy không? Bánh mì Cô Lành bán thoăn thoắt cũng được tầm 7 năm rồi đó. Ở đây thì nổi tiếng là bánh mì có topping xíu chất lượng, từ bò nướng rồi xíu mại, từ thau mỡ hành tóc mỡ rồi tới những con cá nục này đều là nhà tự làm và là cá tươi hết nha. Tôi thấy người ta có mua riêng cá về để ăn nữa. Thiệt sự là nhìn ổ bánh mì á tôi khá hết hồn, tại vì chỉ có 26 cành thôi mà có miếng cá siêu to như vậy nè. Ngoài ra thì thịt bì với lại bò nướng cũng làm nên tên tuổi cho quán Cô Lành. Nhìn quầy bán khá chất lượng và sạch sẽ như vậy nên mọi người cứ yên tâm ha. Với lại chị chủ bán á khá dễ thương với nhiệt tình. Tầm chiều thì quán sẽ đông hơn và sẽ có xếp hàng để đợi nữa. Để mà nói thì xíu mại bên Cô Lành cũng gọi là thứ dữ rồi đó. Ngoài xíu mại trứng muối ra thì còn có xíu mại lạp xưởng nữa, và một viên lẻ sẽ là 14k nha. Còn ba viên như này sẽ là 44k. Ăn trước ổ bò nướng và lại thịt bì thì đầu tiên tôi thấy ổ bánh mì hơi bị bự luôn. Bò ướp thấm vị và ăn khá ok la. Quay qua nhìn ổ bánh mì xíu mại á, tao nói xíu mại viên to cực, thịt thì mềm và ăn vị vừa miệng. Có thêm nhân trứng muối nữa nên là ăn béo bùi. Ổ cá mực thì mở ra là thấy con cá nằm vừa y luôn. Cá ăn mềm rụt xương và không hề tanh nha. Có thêm tóc mỡ nữa ăn ngon vãi. Tết mãi mận của bánh bèo tôi bằng việc tranh thủ để ăn mấy món ngon trước Tết đi nha. Ta biết làm nhà. Bình thường bà bán từ mấy giờ tới mấy giờ vậy bà? 5 giờ rưỡi. 5 rưỡi sáng. 5 rưỡi sáng á. Vì thức hồi 10 giờ dậy nấu tới 5 rưỡi đi. Mày bán rồi bữa nay đừng 100 rưỡi trái. Theo như ở đầu clip á thì bà đi bán bắp để nuôi chồng bị tai biến. Bà bán sáng giờ còn 5 trái cuối cùng nên là tôi mua luôn. Xong rồi tôi đem về văn phòng cho mọi người ăn. Tại vì đây là bắp nếp ăn cũng khá dẻo với ngọt. Nói chung là hôm đó tôi khá vui tại vì ủng hộ bà giúp bà mau về sớm hơn. Thêm một cái nữa là mọi người ở văn phòng tôi á ai cũng thích ăn bắp hết. Để bắt đầu một mùa Tết mãi mặn cùng bánh bèo tôi. Thì khi nào có duyên gặp bà á mọi người nhớ ủng hộ bà vài trái nha. Ở đây vẫn còn nhiều thứ hay ho lắm, mọi người nhớ like với follow bánh bèo Sài Gòn để xem clip mới mỗi ngày nha.